Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 14 tháng 7 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra có chút thay đổi, nhận kế hoạch không diễn ra đúng như dự tính khiến con giáp này có chút lo lắng và hoang mang. Tử vi ngày hôm nay khuyên người tụ tí cần bình tĩnh, tự tin hơn để đối mặt với các rắc rối xảy đến với mình. Tình cảm Vận trình tình cảm càng thêm gay gắt, tác động của cục diện tương xung cho thấy không khí gia đình đang trải qua những giây phút kém bình yên. Hiểu lầm nhỏ không được quá dại, ắt sẽ tạo thành mâu thuẫn lớn tài chính, vận trình tài lộc bắp bên, nếu không quản lý tiền bạc một cách khoa học, người tuổi tí sẽ sớm rơi vào tình trạng chật vật. Cẩn trọng, khó lòng, hòa hợp với các mối quan hệ xung quanh. Tuổi, giáp Tý các mối quan hệ xã giao gặp rắc rối do cảm xúc thất thường. Tuổi, Bính Tý cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại. Tuổi, mậu tí, sức khỏe gặp vấn đề do ảnh hưởng của thời tiết. Tuổi canh tý hãy tâm sự với người thân nhiều hơn. Tuổi nhâm tý mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Con số may mắn số 97, số 2, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra cần xem xét lại. Tác động của ngọ sửu tương hại nhắc nhở người tuổi sửu cần sớm bước ra khỏi vòng tròn an toàn bảy lâu. Đôi kỳ dị hòa dị quỷ là điều cần thiết để giữ các mối quan hệ xung quanh được êm đềm. Tình cảm Vận trình tình cảm đang bị đe dọa, hạnh phúc vốn dị kém tròn đầy, nay lại bị kẻ xấu nhầm ngõ với mục đích che rẽ tình cảm. Nếu bản mệnh không dứt khoát, và có chính kiến riêng thì rất dễ đánh mất tình yêu của mình. Tài chính, vận trình ta lọc không lo, nhờ khoản tích lũy có sẵn mà người tuổi này có được một cuộc sống tương đối thoải mái, dư giả. Cẩn trọng, đừng quá tôn thờ cái tôi mà làm tổn thương người khác. tuổi ất sủ, vô sổ rắc rối ập tới bất ngờ. Tội đinh sửu làm việc không cẩn thận nên dễ mắc sai lầm. Tội kỹ sổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Tội tân sổ, nhận được sự chú ý của nhiều người các giới. Tội quý sổ, gặt hái được thành công vì luôn cố gắng. Con sổ may mắn, số 9, số 23, màu sắc may mắn, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi hợi. 3 tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc. Vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi, sự tự tin cao độ và khả năng dẫn dắt tốt giúp cho người tuổi này nhanh chóng đứng vững ở vị trí lãnh đạo. Tử vi ngày hôm nay chỉ khuyên con giáp này đừng quá toàn tính mà hãy làm việc bằng tất cả tâm huyết, thái độ cầu toàn. Tình cảm, vận trình tình cảm hạnh phúc êm ấm, cục diện tam hợp che trở dự đoán sẽ là khoảng thời gian thật sự thăng hoa người độc thân chỉ cần mở lòng chân thành thì sẽ sớm gặp được một nửa tâm đầu ý hợp tài chính vận trình ta lọc sản sủa nguồn thu nhập được cải thiện rõ rệt đem lại cho con nhấp này một cuộc sống thoải mái dư giả cẩn trọng tiền bạc quan trọng nhưng đạo đức cũng không kém phần quan trọng tuổi giáp dần cần luyện tập thể dục thể thao để cải thiện sức khỏe tuổi bình dân chạm tay vào cơ hội thăng tiến tuổi mậu dần hãy mạnh dạn nêu ý kiến của mình tuổi canh dần mối quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt tuổi nhâm dần cần cố gắng nắm bắt các cơ hội tìm thấy được con số may mắn số 11, số 71, màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra tạm thời xuân sẻ. Để cải thiện chất lượng trong công việc, còn giáp này cần sắp xếp lại kế hoạch lẫn quỹ thời gian của mình. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn, đáng kể nếu bản mệnh chỉ chăm chăm, làm mà không có bất cứ kế hoạch nào tình cảm, vận trình tình cảm xảy ra xung đột, ngọ mạo, từng phá, cho rằng người tuổi mạo và nửa kia có nguy cơ tranh cãi gay gắt vì những việc nhỏ nhặt. Lời nói tuyệt tình có thể khiến cho nửa kia tổn thương nặng nề trong mối quan hệ này. Tài chính, vận trình tài lộc ổn thỏa nhờ khả năng phung vẹn và tiết kiệm tốt mà con giáp này tránh được những nỗi lo về tiền bạc. Cẩn trọng, cần mạnh dạn bộc lộ tình cảm mong muốn của mình. Tuổi Ất mạo, cãi vã gây gắt cho những hiểu lầm nhỏ mà ra. Tuổi Đinh mạo, hãy nghiêm túc hơn khi làm việc. Tuổi Tân mạo, cố gắng cải thiện các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Tuổi Kỷ mạo, hãy tỉnh táo để đưa ra các giải quyết chính xác. Tuổi Quỷ mạo, quan tâm hơn tới sức khỏe của chính bản thân mình. Cô sổ may mắn số 21, số 43, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thần công việc Vận trình công việc của người tuổi thần trong ngày hôm nay diễn ra có chút chắc trở. Cơ hội kinh doanh bị hạn chế khá nhiều do sự thiếu quyết đoán tầm nhìn còn hạn hẹp của người tuổi này. Đôi khi để đạt được những mục tiêu lớn hơn, thì nhất định phải hy sinh một thứ gì đó. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn, Hỏa dưỡng thổ cho biết người tuổi này sẽ nhận được vô số sự quan tâm, yêu thương của người thương một cách vô điều kiện. Sự chia sẻ và thấu hiểu là điều quan trọng giúp cả hai vượt qua được những khó khăn trong lúc yêu nhau. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, thực thần soi đường dẫn lỗi giúp cho việc kiếm tiền của con giáp này trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Cẩn trọng, tránh độc đoán, cầu toàn quá mức nếu không muốn mình mệt mỏi. Tuổi chấp thân, cần lập kế hoạch chi tiêu khoa học hơn. Tuổi bính thân, truyền cảm hứng cho người khác. Tuổi mậu thân, hãy tham khảo sự gợi ý của mọi người. Tuổi canh thân, hăng hải nhiệt tình trong công việc. Tuổi nhâm thân, sức khỏe có dấu hiệu đi xuống rõ rệt. con số may mắn số 57, số 35, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra bất lợi khó khăn. Tác động của tỷ kim cho thấy con giáp này có thể gặp không ít rắc rối do sự độc đoán cứng nhắc mà thành. Có nhiều thứ cần phải thay đổi, điển hình là cách quan sát và đưa ra quyết định trong quá trình làm việc. Tình cảm, vận trình tình cảm ngọt ngào lãng mạn, tình yêu thăng hoa đem lại cho con giáp này khá nhiều cảm xúc tích cực. Người tuổi tỵ cần học cách lắng nghe. Tài chính, vận trình tài lộc tiêu tan, bản mệnh có thể bất chấp mọi điều để kiếm tiền, do vậy mà dễ rơi vào tình trạng khó khăn cẩn trọng, nên học cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của những người xung quanh. Tội ất tỵ quan hệ với nửa kia thiếu hài hòa. Tội đinh tỵ chớ bỏ ngoài tai lời của người khác. Tội kỷ tỵ đừng vội bỏ qua lời khuyên của mọi người. Tội tân tỵ có cái nhìn tích cực hơn về tình cảm. Tội quý tỵ nên quan tâm hơn tới các vấn đề về sức khỏe. Con số may mắn số 31, số 4, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không thật ổn định. Ngọ ngọ tự hình cho biết người tuổi ngọ đang có xu hướng tự nhốt mình trong thế giới riêng. Bản mệnh không thể vượt qua ám ảnh vì thất bại trong quá khứ. Kết cục chỉ cản trở đường tiến thân trong tương lai. Tình cảm, vận trình tình cảm khả quan hơn trước nhờ vào sự chủ động, cả tính mạnh mà người tuổi này có thể tìm được cơ hội yêu đương tốt lành. Những người đã lập gia đình, đừng lúc nào cũng nặng nhẹ hơn thua từng chút một để hóa giải mọi mâu thuẫn. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, ảnh hưởng của kiếp tài báo hiệu còn giáp này dễ đánh mất cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt cẩn trọng, tinh thần xa xúc ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc. Tội chép ngọ, nhẹ dạ cả tinh nên có thể thất thoát tiền bạc. Tội vĩnh ngọ, có ló suy nghĩ thông minh và sản xuất. Tội mậu ngọ, hay cố gắng rồi sẽ gặt hái thành công. Tội canh ngọ, mạnh dạn chia sẻ các vấn đề mình gặp với người đáng tin cậy. Tội nhâm ngọ, cần bình tĩnh giải quyết các vấn đề con số may mắn số 19, số 25, màu sắc may mắn, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của những chú dê trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Tuổi mùi làm việc kỹ lưỡng, có kế hoạch rõ ràng nên khó nắm bắt tốt các cơ hội ngay trước mắt. Đây là lúc để con giáp này chứng tỏ năng lực cá nhân, đồng thời tạo ấn tượng tốt trong mắt những người xung quanh. Tình cảm Vận trình tình cảm đem tới bất ngờ, ngọ môi nhị hợp cho biết người tuổi môi độc thân sẽ nhận được tình yêu bất ngờ. Chính sự chân thành, nhiệt tình đã giúp con giáp này nhanh chóng làm đối phương rung động. Tài chính Vận trình tài lộc không tệ, thu nhập được cải thiện đáng kể đem lại cho những người trong cuộc cuộc sống ổn định hơn cẩn trọng, đừng hơn thua từng chút một mà hãy rộng lượng hơn. Tội ất môi khẳng định được vị thế của mình. Tội đinh môi nên quan sát kỹ càng để hạn chế tối đa những sai sót. Tội kỹ môi tỉ mỉ, cẩn thận mới hạn chế được nhiều rủi ro. Tội tân môi sẵn sàng khắc phục các khuyết điểm của bản thân. Tội quý môi nhận được sự yêu mến, trân trọng của gia đình. Con sổ may mắn Sổ 32 Sổ 18 Màu sắc may mắn màu xám Quý nhân phù trợ tuổi hợi Chính Tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Phận trình công việc của người tuổi thân Trong ngày hôm nay diễn ra không có trắc trở Khả năng sáng tạo Tinh thần làm việc hàng sai và chủ động là những yếu tố quan trọng giúp cho con giáp này có được chỗ đứng vững chắc như hiện tại dường như không có điều gì có thể làm khó được bản mệnh khi tuổi thân đã quyết tâm. Tình cảm Vận trình tình cảm nảy sinh mâu thuẫn, ngũ hành xung khắc là nguyên nhân chính tạo ra những tranh cãi gây gắt trong mỗi quan hệ gia đình. Còn giáp này sẵn sàng hy sinh cho mọi thứ. Vậy mà đối phương chẳng hề đổi hoài. Ta chính, vận trình ta lộc rực rỡ, thiên tài, nâng đỡ, cãi bỏ nỗi lo tài chính bấy lâu của con giáp này. Cẩn trọng, linh hoạt, nhạy bén là tốt nhưng không nên quá trụ quan. Tuổi giáp thân, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tuổi vĩnh thân, hãy tin tưởng vào khả năng của mình nhiều hơn. Tuổi mậu thân, tìm ra hướng đi để giải quyết công việc. Tuổi canh thân, đừng vội bỏ qua các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Tuổi nhâm thân, tình yêu rạn nước theo năm tháng. Con số may mắn, số 7, số 94, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tý 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc Vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đang xen Quý nhân soi đường dẫn lỗi giúp cho những chú ga nhìn ra được điểm mạnh, thế yếu của mình. Bản mệnh hoàn toàn có cơ hội này tìm cho mình hướng đi mới nếu muốn thử sức ở những lĩnh vực khác. Tình cảm Vận trình tình cảm, lạnh nhạt bất hòa, họa kim bất dung cho biết mối quan hệ của tuổi dậu và nửa kia có thể rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Lời khuyên dành cho con giáp này là chuyện gì cũng cần phải thẳng thẳng chia sẻ những điều mình không hài lòng để người khác hiểu rõ. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, tài chính ổn định, nhưng không nên vì vậy mà tiêu xài hoang phí. Cẩn trọng, thiếu thẳng thẳng, chưa bộc lộ đúng cảm xúc. Tội ất dậu nên nghiêm túc hơn trong công việc. Tội đinh dậu tình cảm gia đình kém đi bình yên. Tội kỹ dậu việc quen thuộc cũng trở nên chủ quan. Tội tân dậu công việc gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Tội quý dậu người độc thân vẫn chưa tìm được cơ hội yêu đương. con số may mắn số 13, số 29 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân. 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc. vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra đặc biệt thuận lợi. người tuổi này bên cạnh phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác thì hãy mạnh dạn đứng trên đôi chân của mình không có điều gì là dễ dàng hoàn toàn, chỉ cần bản mệnh có niềm tin và giảm nghĩ giảm làm. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng rực rỡ, tức ngọ bản hợp cho thấy tình yêu trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết. Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm, bản mệnh cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân cho cuộc đời mình. Tài chính Vận trình tài lộc gặp may mắn, thực thần giúp sức mang tới cho con giáp này nhiều phận mai liên quan tới việc kinh doanh, làm ăn, cẩn trọng nên chú ý và đặc biệt quan tâm tới các vấn đề của sức khỏe. Tuổi giáp tuất lây hoài giải quyết nhiều rắc rối. Tuổi bính tuất hãy giải quyết những mâu thuẫn trong lòng. Tuổi mậu tuất nên tìm sự giúp đỡ từ mọi người. Tuổi canh tuất nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền trước mắt. Tuổi nhằm tuất nên cố gắng mở rộng các mối quan hệ xung quanh. Con số may mắn số 11, số 41, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi dân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng. Điều quan trọng nên làm lúc này là cần tránh trụ quan hành động khinh xuất để hạn chế tối đa những sai lầm người tuổi hòa nên tranh thủ thời gian này để bổ sung thêm kiến thức cũng như nguồn năng lượng cho mình tình cảm vận trình tình cảm rạn nứt bất an họa thủy mâu thuẫn cho biết mối quan hệ tình cảm của hai người có thể rạn nứt vì vấn đề tiền bạc thêm nữa các cặp đôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên khiến mâu thuẫn kéo dài tài chính vận trình ta lộc bất lợi. Còn giáp này nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng hơn để không muốn rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Cẩn trọng, không nên vội vàng tin lời bất cứ ai. Tội ất hại gây ngạc nhiên cho mọi người xung quanh. Tội đinh hại cần giữ sự bình tĩnh sáng suốt trong mọi tình huống. Tội kỷ hại nhận được sự yêu mến của người khác giới. Tội tân hại đừng quá căng thẳng với các rắc rối xuất hiện trước mắt tội quỷ hại hãy cho người khác nhiều cơ hội để hiểu mình hơn. Con số may mắn số 21, số 39, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi sổ,